Trong trận chiến với thiên sứ Sa Đọa Mikoshin, Goku trong trạng thái bản năng vô cực đã bị đánh bại. Sau đó Gohan trong cơn tức giận, cậu đã tiến hóa lên dấu hiệu bản năng để chiến đấu với thiên sứ Mikoshin. Tuy nhiên sức mạnh của ả ta quá khủng khiếp, dù đã tung hết tất cả mọi chiêu thức, nhưng Gohan vẫn bị ả đánh bại một cách dễ dàng. Vegeta nhận thấy sự việc dần mất kiểm soát. Anh tự tin thách thức thiên sứ Mikoshin, anh sẽ chứng minh mình mạnh hơn Goku bằng cách đánh bại ả. Sau đó sẽ sử dụng ngọc rồng Namek hồi sinh lại cả rốt. Nhận được sự khiêu khích từ anh Giao, thiên sứ Mikoshin muốn xem tên say gian lùn tịt này có gì mà tự tin đến vậy. Đương nhiên anh Giao đã có sự chuẩn bị trước. Sức mạnh mà anh chuẩn bị sâu ra sẽ khác hoàn toàn với thứ sức mạnh yếu đuối mà Kakarot sở hữu. Giao cười đều với một bên bông tai được gắn vô. Giao gồng cơ nách thít cơ mông, nguồn hào quanh tím bộc phát cực lớn. Thứ sức mạnh mà anh muốn sâu ra chính là bản ngã tối thượng, tuyệt kỹ được chỉ dạy bởi thần hủy diệt Bizzard. Sau khi quan sát hai trận chiến trước đó của Goku và Gohan, Vegeta đã nhận ra được một điều. Thiên sứ Mikoshin có hai loại kỹ năng khác biệt, một là bản năng vô cực hoàn hảo đã đạt đến tầm của Whis. Thứ hai chính là thứ ki hắc ám được phóng ra từ trong cơ thể, khi đối thủ bị dính vào sẽ ngay lập tức bị giảm sức mạnh. Một điều nữa, thiên sứ Mikoshin cũng có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác, như vậy việc tấn công có chủ đích sẽ không làm gì được ả ta, không linh tinh luyên thuyền nữa. Vegeta dịch chuyển tấn công thiên sứ Mikoshin, cơ thể của ả ta cũng chuyển sang màu tím để đối chiến với Giao. Tuy nhiên ngay sau đó ả đã sử dụng bản năng vô cực né tránh những đòn tấn công. Vegeta tung một đòn ki khiến cả thánh địa rung chuyển, tiếp đó là vô số ki blast bắn ra. Ngạc nhiên thay, Mikoshin lại có thể hủy diệt được đòn tấn công này. Điều đó chứng tỏ ngoài bản năng vô cực, ả ta cũng có thể sử dụng trạng thái hủy diệt giống những Hakaisin khác. Vegeta liên tục đối chiến với thiên sứ Mikoshin. Cuộc đụng độ tạo ra các nguồn sóng xung kích làm cả thánh địa bị chịu ảnh hưởng. Thứ sức mạnh này vẫn chưa thể lấn lướt được ả thiên sứ đó. Cô ta nắm đầu Giao ném bay 600 mét. Đương nhiên vị hoàng tử say gian không dễ gì khuất phục như vậy. Anh muốn nghiền nát Mikoshin bằng tảng đá khổng lồ, nhưng chỉ với một cú búng tay đã khiến nó nổ tanh bành. Ý đồ của Giao không chỉ có vậy, anh đã yểm năng lượng hủy diệt lên tảng đá. Chúng chuẩn bị phát nổ thì thiên sứ Mikoshin dịch chuyển tung một sút khiến Vegeta cắm đầu xuống đất. Anh cảm nhận được ả đang từ từ gia tăng sức mạnh lên, cú đấm nghìn tấn cũng bị đỡ lại dễ dàng. Vegeta mỉa mai cô ta chỉ có nhiêu đây sức mạnh mà đòi đánh bại được anh. Điều này khiến Mikoshin mất bình tĩnh. Anh Giao dịch chuyển tức thời tung một đấm cực mạnh vào mặt ả ta, điều mà ngay cả Goku và Gohan cũng không làm được. Tuy nhiên Mikoshin nhận lại cú đấm đó với vẻ mặt bình tĩnh. Găng tay của vị hoàng tử Saiyan đã dính son của ả. Mikoshin thừa nhận một người phàm như Vegeta đạt được cấp độ này quả thật hiếm gặp. Nhưng đấm trúng cô ta không có nghĩa rằng Vegeta có cơ hội đánh bại. Tổ sư Kaio cũng nhận định trận chiến này quá một chiều. Kể cả thay thần hủy diệt Bizzard thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi, đó là cái chết. Trở lại trận chiến, Mikoshin đã phóng ra nguồn ki hắc ám. Một khi để chúng chạm vào chắc chắn sức mạnh của Vegeta sẽ bị rút cạn, anh cố gắng né tất cả những thứ ki nguy hiểm đó. Do hồi tưởng lại quá khứ, anh đã phải cực khổ như thế nào mới có được trạng thái bản ngã tối thượng này, bị mồn lèo đập như tử. Máu me be bét cũng không bỏ cuộc, bởi vì anh là Vegeta-sama, cả đời liêm khiết. Giao bắn tốc độ né tránh toàn bộ các nguồn ki hắc ám, còn gì nữa thì bơi hết vào đây đi. Vegeta sẽ quyết tử ngay trong tình huống này. Anh bắn đòn ki blast tấn công Mikoshin nhưng ả ta đã phá hủy nó. Ngay lập tức anh dịch chuyển ra phía sau, đây sẽ là đòn tất sát mà Giao chuẩn bị từ trước. Đòn ki hủy diệt được tạo ra, tuy nhiên Mikoshin sử dụng phản chuyển thuật tức phản đòn toàn phần. Vụ nổ lớn xảy ra khiến thành địa Kaio rung chuyển dữ dội, ngay cả đòn Hakai của thần hủy diệt cũng không thể làm cho ả ta bị thương, thì thứ gì có thể đánh bại ả đây? Tuy Vegeta vẫn còn sống nhưng cơ thể của anh đã bị trọng thương. Giao may mắn khi sức mạnh hủy diệt do chính anh tạo ra nên anh đã không bị chiêu thức của mình làm bay. Mau, một phần nữa là do phản chuyển thuật thức của Mikoshin làm phân tán năng lượng hủy diệt ra nhiều phía. Chưa kịp định thần thì nguồn ki hắc ám tấn công Vegeta khiến anh bay 800 mét dính núi. Ngay sau đó anh cảm thấy sức mạnh của mình bị giảm sút tệ hại, cơ thể bỏng rát không thể kiềm chế cơn đau. Sau toàn bộ cuộc chiến thì thân hình nuột nà của thiên sứ Mikoshin vẫn nguyên vẹn, không một vết chảy xước. Giao biết mình không thể thất bại ở đây được, anh tiếp tục kích hoạt bản ngã tối thượng, lao tới đối chiến với ả ta. Với bản ngã tối thượng, Vegeta càng ăn đòn thì sức mạnh chuyển hóa trong cơ thể anh càng lớn. Tuy nhiên chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ để làm khó Mikoshin, bởi ả ta là một thiên sứ toàn năng, thậm chí mạnh hơn cả những thiên sứ của vũ trụ khác cộng lại. Giao bị ăn một đòn ki cực mạnh bay 400 mét dính núi. Không chịu bỏ cuộc, thanh niên vẫn cố đấm ăn xôi, Vegeta tung Final Flash cũng chẳng khiến Mikoshin nhúc nhích. Thể lực của Giao gần cạn kiệt, cũng là lúc hồi kết của trận chiến này hiện ra. Vegeta tiếp tục ăn một sổ hành từ ả thiên sứ xinh đẹp. Cô ta đấm nhau như cái mền rách nổ tung ngọn núi phía sau. Liệu Vegeta đã thất bại thật sự rồi sao? Trong cơn miên man, Giao nhớ lại những lời Bizzard chỉ dạy. Anh một đời liêm khiết không cho phép mình thua bất kỳ kẻ nào ngoài trừ Kakarot. Những lần luyện tập với Bizzard cho anh bài học rằng cố quá sẽ thẳng quá cố, mà quá cố sẽ ngủng củ tỏi lúc nào không hay. Mồn lèo đáp cho anh bông tai mà ông ta đeo, thứ này không gia tăng sức mạnh,
Đơn giản nó chỉ là vật tượng trưng cho việc Vegeta có thể trở thành vị thần hủy diệt tiếp theo. Anh tiếp tục gồng cơ nách thích cơ mông, trở lại với trạng thái bản ngã tối thượng. Trên tay xuất hiện quả cầu mang năng lượng hủy diệt. Trận chiến này đâu kết thúc dễ dàng như vậy được. Giao bay lên trời, sử dụng toàn bộ năng lượng tích trữ từ những sát thương mà anh nhận được. Tất cả tạo ra một đòn ki hủy diệt khổng lồ, thánh địa Kaio đang rung chuyển dữ dội. Đây sẽ là đòn tất sát cuối cùng mà Giao sẽ tặng cho Mikoshin. Tuy nhiên trước khi quả cầu được ném xuống, Whis đã dịch chuyển nó ra ngoài không gian. Thiên sứ Mikoshin nhân cơ hội tấn công Vegeta, quả cầu hủy diệt bị nổ tung ngoài không gian. Nguồn áp lực cực lớn suýt chút nữa khiến những Kaioshin ngủm củ tỏi. Có lẽ anh muốn tự kết liễu cả Mikoshin và bản thân nhưng đã không thành công. Nguồn năng lượng đó xuất phát từ suy nghĩ muốn hủy diệt tất cả trong tiềm thức của Vegeta nên mới lớn như vậy. Giao tiếp tục đứng dậy thách thức Mikoshin, nếu không nhờ sự giúp đỡ từ Whis chắc ả ta cũng không sống sót khỏi đòn tấn công đó. Tuy nhiên thiên sứ Mikoshin đã quá ngấy với những lời lẽ ngông cuồng của Giao, cô ta lao tới với tốc độ xe gió, tung một sút khiến đôi tay Vegeta nát vụn. Kaioshin thấy vậy nhưng họ cũng chẳng cứu nổi Giao. Khả năng đọc suy nghĩ áp chế đối kẻ khác của Mikoshin quá đáng sợ, những giọt máu rơi không ngừng. Ai ngờ được khi Vegeta vẫn đứng dậy chiến đấu, chừng nào anh còn sống. Mikoshin vẫn sẽ là đối thủ mà anh cần tiêu diệt. Thiên sứ Mikoshin nhận thấy Giao xứng đáng được ban một cơ hội sống. À ta kêu Vegeta mau về nhà dưỡng thương trước khi quá muộn, mà trong bộ dạng mày cũng đâu có tàn tạ lắm đâu. Giao vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục cuộc chiến. Mikoshin ra hiệu lệnh cuối cùng trước khi ả diệt trừ tận gốc cái thái độ sắc sược của Vegeta. Giao điên tiết, có giỏi thì bơi vào đây mà kiếm cơm. Anh đã sẵn sàng chờ đợi cái chết này từ lâu rồi. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt. Giao chứng minh rằng anh tàn nhưng không hề phế, tốc độ và sức mạnh vẫn rất ghê gớm, thậm chí còn mạnh hơn so. Với lúc chưa gãy tay, tất cả sự phẫn nộ từ cảm xúc muốn hủy diệt ả thiên sứ làm cho Vegeta trở nên phát điên. Mikoshin bất ngờ bị đẩy lùi, từng nguồn sóng xung kích từ trận chiến như muốn nổ tung cả thánh địa Kaio. Giao dịch chuyển né ki hắc ám của Mikoshin. Anh hất tay khiến máu cơ thể bắn tùm lum lên mặt của ả thiên sứ, sau đó tung một sút cực mạnh đá bay ả 900m phá nát núi đá. Mikoshin liên tục bắn các đòn ki tấn công Vegeta. Giao không ngần ngại lao tới trực diện, thậm chí đôi chân đã gãy nát nhưng thanh niên bay tới như một vị thần. Còn tuyệt kỹ gì thì cứ nổ hết ra đi anh cân tất. Đến lúc này, thiên sứ Mikoshin đã mất kiên nhẫn, ả ta không chần chừ cho Giao ăn một đấm thấu xương. Sự nhân từ đã kết thúc tại đây, Vegeta bị ả bóp cổ Wi-Fi tới không còn sức lực để phản kháng. Anh xin lỗi Goku và Gohan vì đã không thể trả thù được cho hai người đó. Ngay lúc này, Whis đã tự ra mặt cứu lấy Vegeta một mạng, dẫu sao cũng là người trong ao hồ thân quen bấy lâu nay. Mikoshin cũng muốn tha cho Vegeta bởi ả ta biết với sức mạnh của Giao thì anh chẳng thể làm gì được. Nhưng một người với ý chí không chịu khuất phục như anh, làm gì có chuyện để kẻ khác tha mạng khi thua cuộc được. Chưa kịp dứt câu thì Whis lao tới hạ gục Vegeta ngay lập tức. Anh muốn giữ lại mạng sống cho Giao trước khi Mikoshin ra tay triệt hạ. Liệu vũ trụ 7 sẽ thế nào khi cả ba chiến binh mạnh nhất đã ngủm củ tỏi? Câu chuyện sẽ đi về đâu đây? Các bạn hãy cùng đón xem ở tập tiếp theo nhé! Còn giờ hãy nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Mon Review để tụi mình có động lực làm thêm những video sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!